Cảnh đẹp chụp ảnh ông ơi. Gà thế, ông tắt UI đi xem nào. Đúng rồi, đúng chỗ đấy đấy. Được chưa bà? Ông chỉnh góc, xoay mặt sang kia cho tôi cái. Thế này đã đẹp chưa? Zoom ra, gà thế. Ok chưa? Rồi, chuẩn, đẹp, chuẩn chụp đi. Đẹp quá ông ơi.